các bạn hãy cùng nghe âm thanh của một sinh vật bí ẩn và đáng sợ tên là Train Easter hay xuất hiện trong những ga tàu điện ngầm. Train Easter là một quái vật có hình dạng cơ thể gần giống một con tàu điện, một loại phương tiện giao thông công cộng được rất là nhiều người sử dụng tại những nước phát triển. Chiều dài thân thể nó tầm khoảng 120m, toàn thân màu đỏ máu chính là thịt sống của con quái vật. Hai bên thân có rất nhiều con mắt màu vàng ẩn hiện để quan sát con mồi đi vào bên trong khi đầu nó là cái miệng mở lớn với hàm răng cực kỳ sắc nhọn. Ở giữa cái miệng có một quái vật nửa người màu đỏ, phần trên dính chặt vào thân như kiểu hiện thân cho bộ não của nó vậy. Vậy con Train Easter này đến từ đâu mà lại hay ở những ga tàu điện như vậy? Vâng, nguồn thức ăn chính của nó chính là con người. Nó chờ đợi nạn nhân đi vào trong nó rồi ăn thịt. Nhưng các bạn nghĩ xem, liệu có ai dại khờ đến mức nhìn thấy một con quái vật mà dám đi vào bên trong miệng nó hay không? Nên là, để có thể dụ nạn nhân đi vào, nó biến hình toàn bộ cơ thể thành một chiếc tàu điện đưa đón hành khách mỗi sáng. Những con mắt màu vàng hai bên sẽ biến mất và trở thành những ô cửa sổ của con tàu. Một số mắt khác biến thành các cửa chính ra vào, trong khi bên trong bụng lại tràn đầy ánh sáng đèn điện như bao con tàu điện ngầm khác. Màu đỏ trên thân thể được nó biến đổi thành một màu xám như vỏ kim loại, nhưng lại làm toàn từ thịt quái vật. Các bộ phận nhỏ trên thân thể cũng được thay đổi màu sắc đến nỗi mọi người rất khó có thể phân biệt được nó với một con tàu điện thật sự. Dù cho các bạn có hay sử dụng những phương tiện giao thông công cộng thì bạn cũng khó có thể phát hiện ra, bởi nó chính là một con quái vật nguy hiểm lai tạp, có khả năng ngụy trang biến đổi hình dạng một cách rất là tài tình. Một khi bạn nhận ra có điều gì đó bất thường thì nó sẽ đóng toàn bộ cửa sổ, rồi bắt đầu di chuyển với tốc độ rất là nhanh đến khi những người bên trong mất thăng bằng và ngã xuống. Những làn khói ga từ hai thân tàu ập tới làm nạn nhân bị mở mắt và chóng mặt. Đến lúc này, bên trong nó tiết ra một chất dịch màu xanh lá cây, xuyên qua lớp vỏ bọc và tràn vào chỗ đứng của những nạn nhân. Khi thứ dịch lỏng đó ngang người thì thân thể họ bắt đầu bị phân hủy và tiêu hóa bởi con quái vật. Nạn nhân lúc này không thể chạy thoát bằng bất cứ cách nào và phải trải qua một cái chết vô cùng đau đớn. Khả năng có ai sống sót được ra khỏi dạ dày của nó là rất thấp, bởi thứ dịch xanh đó chính là một loại axit cực mạnh có thể làm tan chảy bất kỳ loại kim loại nào, chứ đừng nói là cơ thể con người. Có một sự thật là Train Easter sẽ không biến hình ăn thịt khi bên trong nó có ít người. Nó vẫn đưa đón mọi người đến các ga tàu như bình thường, đến khi bên trong khoang chật kín người, nó mới bắt đầu thực hiện hành động giết thịt. Và những sinh vật này không chỉ có một con, mà có một tập đoàn quái vật Train Easter rải rác khắp trái đất này. Ngày nay, chúng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau để tránh sự truy lùng của những đơn vị điều tra. Nên là, lúc các bạn đi chơi thì hãy tránh xa nơi tập trung đông người, nhất là trong những toa tàu, toa xe chật cứng người bên trong, rất có thể ở đó có nguy hiểm rình rập. Mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi những sự kiện kỳ lạ từ nào. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.